Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Chương trình Đi tìm đồng đội hôm nay sẽ gửi tới quý khán giả và các đồng chí những nội dung chính sau đây. Các thông tin quy tập đáng chú ý. Đội K92 quy tập 1 hải cốt liệt sĩ tại Campuchia. Quảng Trị, truy điệu và an táng 2 hải cốt liệt sĩ được tìm thấy tại rừng Khe Trái. Nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm, xác minh danh tính liệt sĩ tại tỉnh Lai Châu. Chuyên mục Đón anh về sẽ là hành trình tìm kiếm và đón liệt sĩ Bùi Bá Chiến về quê hương xứ Thanh. Cuối chương trình, phần sổ tay liệt sĩ sẽ là tìm thông tin nơi an táng liệt sĩ Phạm Văn Toàn. Thưa quý khán giả và các đồng chí, vừa qua, đội quy tập K92, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã quy tập được một bộ hải cốt liệt sĩ tại ấp Cham Vênh, xã Park Lon, huyện Mần Đôn Sima, tỉnh Co Cong, Vương quốc Campuchia. Sau gần một tháng lập kế hoạch khảo sát và tổ chức tìm kiếm theo thông tin từ các cựu chiến binh thuộc Sư đoàn 4 Quân khu 9, tại khu vực ấp Cham Vênh, xã Park Lon, huyện Mần Đôn Sima, tỉnh Co Cong, Vương quốc Campuchia, đội K92 đã cất bốc được một bộ hải cốt liệt sĩ. Theo các cựu chiến binh và nhân dân địa phương, thì khu vực đội K92 cất bốc được hải cốt liệt sĩ là nghĩa trang 199, được hình thành trong lúc Sư đoàn 4 Quân khu 9 thực hiện chiến dịch K5 từ năm 1983 đến năm 1986. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ đội K92 đã được sự ủng hộ và khích lệ rất lớn của chính quyền và nhân dân địa phương tại Campuchia. Các anh luôn tâm niệm, làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, cũng là góp phần đáp ứng được nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ, đang hàng ngày hàng giờ mong ngóng tin tức của người thân. Thông qua chương trình Đi tìm đồng đội, đội K92, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang rất mong các cựu chiến binh hoặc khán giả truyền hình biết thông tin về danh tính hoặc đơn vị của liệt sĩ nói trên. Xin liên hệ với đội K92, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang qua số điện thoại 0297-385-0406 để có thể sớm xác minh và trả lại tên cho liệt sĩ. Vừa qua, Sư đoàn 968 Quân khu 4 phối hợp với Ban chỉ đạo 24 huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 2 hải cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực rừng Khe Trái thuộc thôn 5, xã Ba Lòng, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, từ nguồn thông tin của người dân địa phương cung cấp, đội quy tập Sư đoàn 968 Quân khu 4 đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 2 hải cốt liệt sĩ tại khu vực rừng Khe Trái thuộc thôn 5, xã Ba Lòng, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Đây là khu rừng nguyên sinh, các hầm hào công sự trận địa và nhiều hố bom thời chiến tranh để lại còn nguyên hiện trạng. Các hải cốt tìm thấy được gói buộc trong tăng võng và an táng ở độ sâu hơn 1 mét, cách nhau 7 mét và cách 7 mét so với hải cốt liệt sĩ Đỗ Tuyến được tìm thấy vào tháng 6 năm 2022. Đi cùng với 2 hải cốt liệt sĩ còn có các di vật kèm theo như thắt lưng, tăng, võng và cúc áo bộ đội. Hiện cả 2 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác minh được danh tính. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh các liệt sĩ, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Đắk Rông đã dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã hiến trọn đời mình cho Tổ quốc vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ truy điệu, hải cốt các liệt sĩ đã được tổ chức an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Lòng, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc, tại tỉnh Lai Châu đã có nhiều người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng ngã xuống và nằm lại trên giải đất biên cương này. Nhiều năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã được Ban chỉ đạo 515 tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ từ tỉnh xuống đến địa phương vào tận các thôn bản với mong muốn và nguyện vọng tha thiết nhất là có thể sớm đưa các anh hùng liệt sĩ được trở về với gia đình và quê hương.
sau hai cuộc trường chinh kháng chiến và các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có khoảng 1.000 cán bộ chiến sĩ thanh niên xung phong và các lực lượng khác hy sinh. Đến nay, các lực lượng làm công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đã tìm được 974 hải cốt liệt sĩ, đưa vào 7 nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh và bàn giao về quê nhà. Hiện nay còn khoảng trên 30 hải cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Mặc dù công tác phát động phong trào cung cấp và thu thập thông tin mộ liệt sĩ trong nhân dân, đặc biệt là thông tin từ các hội viên của Hội Cựu Chiến binh, đã được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lai Châu triển khai đồng bộ thống nhất đến tận các thôn bản. Thế nhưng, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các phần mộ liệt sĩ bị thiếu thông tin vẫn còn rất khó khăn, đặc biệt là đối với các phần mộ liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Đối cựu chiến binh thì chúng tôi cũng thường xuyên là triển khai cho các cái cơ sở hội ở các huyện, thành phố. Là trên cái cơ sở là cái chính sách của Đảng, Nhà nước, tôi đã phổ biến đến tất cả các cái cơ sở hội. Trong năm qua thì trên cái cơ sở công việc của hội thì chúng tôi cũng đã triển khai, thế và cũng có cái thông tin. Ví dụ như hôm nay là chúng ta lên trên này là thông tin ở cựu chiến binh là về cái việc nghĩa là mộ liệt sĩ trên địa bàn của địa phương. Thì trên cơ sở đó thì Hội Cựu Chiến binh đã có cái thông tin với Bộ Chính trị tỉnh, thế rồi là với các cơ quan chức năng để phối hợp với là rà soát để cái thông tin là đối với nhân dân trung cấp. Chúng tôi sẽ xây dựng cái trường cấp 2 cơ sở của xã đây thì phải tìm mặt bằng. Thế trước đây là cái nghĩa trang giã chiến tạm thời ở đây thì nó lại thành một cái quả đồi to. Đấy, rồi dưới chỉ có một cái thung lũng lối đi thôi. Thế thì chuẩn bị san cái san ủi mặt bằng này thì còn 7 mộ ở tồn tại ở đây nữa. Chuyển đi 6 mộ rồi, còn lại hiện nay là 1 mộ nữa. Đấy, 7 mộ thì đã chuyển được 6 mộ rồi, bây giờ còn 1 mộ nữa. Đấy, bây giờ đang chưa tìm thấy. Bên cạnh công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thì việc xác minh danh tính đối với các phần mộ bị khuyết, thiếu hoặc có một phần thông tin trên bề mộ hiện đang an nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn. Theo đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu, hiện tại đối với các phần mộ được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ từ những năm 1990 trở về trước, hầu như đều không có hồ sơ quy tập. Qua trao đổi với phóng viên chương trình Đi tìm đồng đội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu mong muốn chương trình sẽ phối hợp với đơn vị trong việc tìm thân nhân, nhân chứng để có thể đính chính thông tin, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi cũng đã gửi thông tin này lên Ban Chỉ đạo 515 để xác định cùng với thân nhân của các liệt sĩ trong phạm vi cả nước để nắm bắt là những ai có tên trùng với những cái tên mà liệt sĩ đang nằm tại các nghĩa trang của tỉnh Lai Châu để họ cũng nắm bắt được. Trong thời gian tới thì chúng tôi muốn kiến nghị với Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp để mở cái lớp tập huấn làm sao hướng dẫn kỹ hơn cái việc xác định cái danh tính những cái phần mộ mà có một phần thông tin thôi. Với hai nữa là xử lý làm sao và có cái hướng dẫn xử lý như thế nào mà các cái ngôi mộ mà hiện nay nó có hài cốt thật nhưng mà lại không có một tí danh tính nào thì chúng tôi đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Cũng qua làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu, phóng viên chương trình Đi tìm đồng đội đã cung cấp thông tin về trường hợp liệt sĩ Bùi Hữu Kinh nhập ngũ tháng 12 năm 1952, hy sinh vào ngày 5 tháng 10 năm 1956, quê ở hiện tại là xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Hiện trong hồ sơ quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu có phần mộ liệt sĩ Bùi Văn Kinh, quê quán Lạng Sơn, Anh Sơn, Hà Tĩnh, đơn vị C294-D46, hy sinh vào ngày 2 tháng 11 năm 1954, mộ số 12, nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đối với phần mộ liệt sĩ trên, chương trình Đi tìm đồng đội sẽ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu, gia đình liệt sĩ Bùi Hữu Kinh và các đơn vị liên quan sớm xác minh và trả lại thông tin chính xác cho phần mộ liệt sĩ.
là những người lính trở về sau kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trăn trở lớn nhất đối với các cựu chiến binh của Trung đoàn 1 U Minh quân khu 9 là vẫn còn biết bao đồng đội đang nằm lại chiến trường xưa, chưa được quy tập hoặc đã được quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ nhưng lại nằm dưới những tấm bia mộ chưa xác định danh tính. Nhiều năm nay, ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh quân khu 9 đã dành nhiều thời gian và tâm huyết với hành trình đi tìm và trả lại tên cho đồng đội. Hàng năm, cứ đến dịp ngày 12 tháng 4, những cựu chiến binh của Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Trung đoàn 1 U Minh, quân khu 9, khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận cùng nhau sửa soạn mâm cơm để tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống trong trận tiến công vào chi khu Ba Càng vào đêm ngày 11, rạng sáng ngày 12 tháng 4 năm 1975. Nén hương thơm dâng lên đồng đội như nhắc nhớ về một thời quá khứ đau thương nhưng oai hùng của những người lính một thời ngang dọc nơi chiến trường miền Tây Nam Bộ. Những người lính thuộc Trung đoàn 1 U Minh, đơn vị chủ lực đầu tiên của quân khu 9, 3 lần được tuyên dương danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đất nước đổi mới, những người lính cụ Hồ trở về sau chiến tranh, dù đã có một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc, nhưng trong lòng họ không bao giờ quên được giây phút đồng đội mình đã ngã xuống. Với Đại tá Vũ Doãn Tùng, trưởng Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Trung đoàn 1 U Minh, quân khu 9, khu vực Hà Nội, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tam Bình đã trở thành chốn đi về quen thuộc. Bởi nơi đây, rất nhiều đồng đội của ông vẫn chưa tìm thấy tên. Trong hành trình trả lại tên cho đồng đội, suốt hơn 5 năm qua, Đại tá Vũ Doãn Tùng và các thành viên của Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Trung đoàn 1 U Minh, quân khu 9, khu vực Hà Nội đã tự góp kinh phí, tự túc đi lại nhiều lần từ Hà Nội vào tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh thành quê hương của liệt sĩ để có cơ sở xin giám định ADN, trả lại tên cho đồng đội. Các liệt sĩ Trung đoàn 1, quân khu 9 thì hy sinh ở rất nhiều địa bàn trong kháng chiến chống Mỹ và gần nhất với trận Ba Càng ngày 12 tháng 4 năm 1975 thì có các liệt sĩ hy sinh trong tháng 3 năm 1975. Khi tham gia các cái trận đánh ở trên địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, chúng tôi rất là hy vọng là đợt này qua những cái sự phối hợp của Vĩnh Long và Viện Pháp y Quân đội thì cái số liệt sĩ mà xác định danh tính thì nó sẽ nhiều hơn trước. Đến nay, riêng số liệt sĩ hy sinh trong trận đánh chi khu Ba Càng có tới 31 liệt sĩ đã được trả lại tên qua phương pháp giám định ADN. Trong số ấy có trường hợp của liệt sĩ Bùi Bá Chiến ở xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Là tôi cũng rất vinh dự và tự hào là coi như là được cùng với anh em là ban liên lạc của Trung đoàn 1 đi tìm hài cốt của đồng đội trong suốt cái hành trình vừa qua. Hôm nay là được đưa anh em về tới đây để rồi là nơi an nghỉ cuối cùng của quê hương đất mẹ thì mình thấy là vô cùng xúc động. Tôi không cầm được cái xúc động của mình là quá tự hào, quá sung sướng và quá mừng cho bà đồng đội mình được về quê hương. Chia sẻ của bà Bùi Thị Chiên, người em gái duy nhất của liệt sĩ Bùi Bá Chiến. Nhà có 3 anh em, 2 anh trai đều tham gia kháng chiến chống Mỹ và đã đều hy sinh ở chiến trường. Hài cốt anh trai Bùi Bá Chiến nhờ có sự giúp đỡ của Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Trung đoàn 1 U Minh, quân khu 9, khu vực Hà Nội mà mới tìm thấy. Còn hài cốt liệt sĩ Đoàn Văn Thơm, đến nay bà vẫn chưa nắm được thông tin. Như qua lại là để lấy cái xét nghiệm ADN. Thì là qua mấy lần xét nghiệm thì người ta tìm được. Họ báo tin cho gia đình vào là vừa tháng 4 vừa rồi là vào. Gia đình đã tổ chức 4 người vào thăm và nhận hài cốt của anh Chiến. Từ đấy thì gia đình cũng muốn liên hệ là mang về với bố mẹ, với đất quê hương tổ của mình. Đưa được về đây là gia đình chúng tôi là cảm ơn ban liên lạc của Trung đoàn 1 khu vực Hà Nội. Với những cựu chiến binh Ban Liên lạc Trung đoàn 1 quân khu 9,
Giây phút mà thân nhân đưa hài cốt đồng đội về với gia đình, quê hương, có lẽ là những giây phút thật sự thiêng liêng, xúc động. Bởi gần 50 năm xa cách, giờ các đồng đội mới gặp lại, được sống lại ký ức của một thời vào sinh ra tử cùng nhau. Những nén hương thơm tiễn đưa đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay là cả tấm lòng của người còn sống đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc. Cái trận Ba Càng là cái trận diễn ra rất là ác liệt giữa ta và địch. Sau đó là những cái lần ấy là tấn công của ta, nhưng mà do là hỏa lực của địch quá mạnh, do đó chúng tôi phải dừng lại và rút ra để tiếp tục củng cố lực lượng chiến đấu. Không may là Bùi Bá Chiến đã hy sinh, và trong cái quá trình chiến đấu thì cùng chung một cái mũi với tôi, thì đó là những cái kỷ niệm sâu sắc nhất đối với liệt sĩ Bùi Bá Chiến mà ngày hôm nay ấy là đón được đồng đội của chúng tôi về, thì chúng tôi rất là mừng, rất là xúc động và rất là biết ơn là lãnh đạo đảng, chính quyền của xã Hà Long, của huyện Hà Trung và đặc biệt là hội đồng ngũ, các anh đã bỏ công sức ra để tìm kiếm và cất bốc rồi là đưa được liệt sĩ về tại quê mẹ với gia đình, với quê hương. Buổi tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Bùi Bá Chiến về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa có đông đủ đồng đội của anh ở đại đội 2, tiểu đoàn 307, trung đoàn 1 U Minh, quân khu 9 cùng chiến đấu vào đêm ngày 11, rạng sáng ngày 12 tháng 4 năm 1975 tại tỉnh Vĩnh Long. Từ hôm nay, liệt sĩ Bùi Bá Chiến sẽ được an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, trong vòng tay yêu thương của gia đình và đồng đội. Đã từ rất lâu, chị Phạm Thị Thanh Thủy ở phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang thiếu vắng hơi ấm của cả bố và mẹ. Năm 1968, bố chị là chiến sĩ Phạm Văn Toàn đã ngã xuống ở mặt trận phía Nam của Tổ quốc. Khi ấy, chị Thủy mới tròn 1 tuổi. Năm chị Thủy lên cấp 3 thì mẹ bị bệnh nặng và cũng qua đời. Dẫu hoàn cảnh khó khăn, nhưng chị luôn giữ trong mình một nghị lực mạnh mẽ và một khát khao cháy bỏng là làm sao đưa được hài cốt của bố về bên gia đình, để vơi bớt nỗi đau thương của một người con mà từ khi sinh ra chưa được nhìn thấy bố. Đồng chí Phạm Văn Toàn nhập ngũ năm 1967 từ nhà máy Đạm Hà Bắc. Nhưng chỉ một năm sau, vào ngày 6 tháng 5 năm 1968, anh đã anh dũng hy sinh trên chiến trường. Nỗi xót xa mất đi người thân do chiến tranh trở thành vết thương không thể phai nhòa trong lòng các thành viên gia đình liệt sĩ. Cho đến nay, chị Phạm Thị Thanh Thủy, con gái của liệt sĩ Phạm Văn Toàn, chỉ có thể mường tượng được chân dung của bố qua lời kể của mẹ. Những câu chuyện giản dị ấy là ký ức duy nhất để chị Thủy có thể hiểu hơn về bố, về sự hy sinh của bố cho sự bình yên của đất nước hôm nay. Trên bàn thờ liệt sĩ của gia đình chị Thủy nhiều năm nay, chỉ có tấm bằng Tổ quốc ghi công và huân chương kháng chiến của liệt sĩ Phạm Văn Toàn thay cho di ảnh. Những tấm giấy đã úa màu thời gian được vợ chồng chị Thủy trân trọng gìn giữ và trở thành những kỷ vật thiêng liêng để nhớ về bố mình. Có mấy lá thư thì mẹ vẫn đọc cho tôi, là thư bố viết là bố đã hành quân vào Nam, bố rất nhớ và thương nhớ vợ mà thương con lắm, vì con vẫn bé bỏng ấy. Thế sau này thì là cũng không, mẹ bảo chỉ có 4-5 lá thư thôi, xong là không thấy bố viết thư về nữa. Thì đến năm 74 thì báo tử thì là lưu ý tôi cũng biết rồi. Mẹ bảo là bố con là cũng học giỏi lắm đấy, cho đi nghiên cứu học ở Trung Quốc nhưng mà không đi, lại đi bộ đội. Thế nên là con là phải học hành giỏi giang vào để cho bố nơi chín suối, bố hy sinh thế bố cũng vui. Thế thực sự là mẹ cũng tâm sự với tôi và cũng mong muốn như thế.
khi mà mẹ mất rồi, cuộc sống là khó khăn lắm. Thế tôi cũng vẫn học hành và cũng đi công tác cơ quan nhà nước. Thế mà bây giờ thì cũng về hưu rồi. Thế nên là nguyện vọng của tôi là tìm được bố, tìm được nơi chiến đấu và nơi bố hy sinh. Để thực hiện được mong muốn của bản thân, chị Thủy nhiều lần liên hệ với các cơ quan chức năng để nhờ sự hỗ trợ tìm kiếm thêm tin tức về đơn vị và nơi bố chiến đấu. Nhưng với dòng thông tin ít ỏi trong giấy báo tử, hy sinh tại mặt trận phía Nam, thì rất khó để có thể nhanh chóng tìm được vị trí mà liệt sĩ đã ngã xuống. Mãi sau này, khi giải mã được phiên hiệu ký hiệu đơn vị, chị Thủy mới biết được bố mình là chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 16 FK2, hy sinh vào ngày 6 tháng 5 năm 1968 tại Long An. Trong cái thời gian mà đến với vợ tôi thì là cũng mong muốn là tìm được cái mộ liệt sĩ của bố tên là Phạm Văn Toàn ấy. Thời điểm đấy nó vẫn là bao cấp mà, nên là cũng mong muốn tìm nhưng mà cũng không tìm được. Thì bây giờ thì nó có cái thông tin là nó cũng cổng thông tin điện tử của nhà nước, rồi là các cái kênh thông tin là cũng muốn tìm lại mộ liệt sĩ của bố để đưa bố về quê hương cho mọi người được an tâm và vợ cũng được an tâm. Xem mấy cái giấy tờ mà báo tử của bố ấy, thì chỉ biết là bố hy sinh ở chiến trường miền Nam đấy, chứ cũng không biết là bố hy sinh ở tỉnh nào. Tôi cũng cứ trong lòng không nói ra thôi, nhưng mà cũng rất là trăn trở, mà cũng cứ mong muốn là mình có điều kiện hay có một cái thông tin gì để đi tìm được mộ bố. Thế vừa rồi thì cũng được qua cái cổng thông tin của nhà nước mình ấy, thì tôi cũng xem vào thì cũng thấy có rất nhiều hy vọng để đi tìm bố. Trong một lần tình cờ xem chương trình Đi tìm đồng đội trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, vợ chồng chị Thủy thấy những tin tức về công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ của các đội quy tập ở cả trong và ngoài nước, cùng nhiều trường hợp thân nhân liệt sĩ đã tìm và đưa được hải cốt người thân trở về quê hương. Những nội dung trong chương trình khiến vợ chồng chị Thủy như có thêm nguồn động lực trong hành trình tìm kiếm phần mộ liệt sĩ. Qua cái chương trình đi tìm đồng đội, tôi cảm thấy rất yên tâm, là vì cái này nó là cái chính thống của nhà nước mà tôi tin tưởng hoàn toàn. Cái mong mỏi của một người con đối với một người bố mà cũng rất là yêu thương bố, nhớ thương bố. Bố cũng chỉ có một mình tôi thôi, thế nên là tôi có một cái mong mỏi như thế, rất mong là các ban ngành và các ban ngành giúp đỡ cho tôi để tìm được nơi bố mất, để đưa bố về quê. Ngay khi có địa chỉ chương trình đi tìm đồng đội, vợ chồng chị Thủy đã liên hệ chính quyền địa phương để xác nhận các thông tin về liệt sĩ Phạm Văn Toàn. Chị Thủy mong rằng qua kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, thông tin của liệt sĩ sẽ được đông đảo người dân cả nước biết đến. Và một ngày nào đó, vợ chồng chị có thể tìm thấy phần mộ của bố mình để thực hiện được khát khao đưa bố về bên mái ấm thân yêu. Qua đây, chúng tôi rất mong đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ của liệt sĩ Phạm Văn Toàn, quê quán Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình, nhập ngũ tháng 3 năm 1967, đơn vị tiểu đoàn 16 FK2, hy sinh ngày 6 tháng 5 năm 1968, xin liên hệ với chị Phạm Thị Thanh Thủy, con gái liệt sĩ Phạm Văn Toàn qua số điện thoại 0386 276 779 để gia đình sớm đón được hải cốt liệt sĩ trở về quê hương. Chương trình Đi tìm đồng đội luôn mong muốn sẽ là cầu nối cung cấp thông tin hữu ích và chính xác tới quý khán giả và thân nhân các liệt sĩ. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ nhận được thông tin của khán giả ở cả trong và ngoài nước. Mọi thông tin, quý khán giả và các đồng chí có thể gửi về qua số điện thoại 0965-001-222, email ditimdongdoi@qpvn.vn. Quý khán giả có thể xem lại chương trình tại trang web qpvn.vn. Chương trình Đi tìm đồng đội của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương. Đồng đội mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau. Về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu.